Hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Ok, lại là mình đây anh em ơi. Hôm nay sẽ tiếp tục chia sẻ với anh em cái kinh nghiệm kiếm lãi mỗi ngày với con tài xỉu của anh em nhé. Thì hôm nay sẽ là một cái ngoại lệ anh em. Hôm nay là một người em có nhờ tôi kéo lên một tí với cái số vốn 10 củ. Thì nói chung là nó cũng tâm sự là vừa thua anh em ạ. Thì tất nhiên là anh em nào đã tìm đến tôi thì có nghĩa là anh em đã thua tha được nợ nhiều rồi. Thì nhiều anh em cũng đặt vấn đề đó là nhờ kéo giúp được các thứ. Thì có nghĩa là tôi cũng không chắc chắn về cái vấn đề là có thể ăn hay không. Nên nhiều lúc tôi cũng không dám giúp anh em ạ. Nhiều lúc không dám giúp thật sự luôn. Đấy, bây giờ kéo mà ăn thì không sao. Mà thua thì lại tội anh em. Bởi vì anh em đã thua tha nhiều rồi. Bây giờ mẹ tôi lại đưa anh em ra đảo nữa thì có phải tội không? Đúng chưa anh em? Thì có nghĩa là cái thằng này á, thằng này là nó là thằng em của tôi, một thằng em thân thiết của tôi. Thì tôi thấy là thời gian gần đây thì cũng đấy là thua tha nợ nần, phải cắm xe cắm đồ rồi. Thì hôm nay không biết là kiếm đâu ra 10 củ thì cũng nhờ tôi lên tầm khoảng 18 20 củ gì đấy để nó lấy con xe ra cái. Thì nói chung là thôi thì ok thì giúp nó tí, nếu mà thua thì mình cũng cho lại nó một ít thôi. Thắng này tôi cũng không lấy gì đấy. Mình chỉ mong là thắng để giúp nó, giúp đỡ nó thôi. Bởi vì nhiều khi kéo mà thua anh em thì còn dễ nói chuyện anh em ạ. Chứ người ngoài mẹ nhiều khi tôi thấy ngại lắm. Thật sự luôn, đấy là cái là lời chia sẻ chân thành của tôi nhé anh em. Còn nói thật anh em, nhiều anh em nhắn tin với tôi kiểu nhờ kéo với đồ nhiều lắm anh em ạ, nhiều lắm. Nhưng mà tôi không nhận, thật sự tôi không nhận. Đấy, cái đó thì anh em thông cảm cho tôi. Mẹ mình tay đầu tiên gãy này. Vừa vào gãy luôn này. Thật sự luôn ấy, 2 4 6 này, tay thứ 6 mình không bẻ ra. Bởi vì tôi chưa biết là tôi chơi thế nào, có thể hôm nay tôi sẽ chơi đứt 10 củ này luôn. Đấy, cái đó thì mình phải chấp nhận thôi chứ biết sao anh em. Làm sao mà mình có thể là chắc chắn là mình ăn tuyệt đối được, đúng chưa? Nếu mà thế thì mẹ bây giờ cứ ở nhà mà nạp tiền vào mà chơi thôi chứ. Chứ đi làm cái gì, đúng chưa? Ok, thua keo này ra 7 keo khác thôi. Cứ từ từ, nói chung mà cái vốn mà ít ấy. Vốn mà ít mà để kiếm lãi 10 củ thì hơi khó ấy nha. Tôi hồi trước thì tôi chơi nhiều nhưng mà sau này tôi chơi kiểu là chơi kiểu chắc kèo ấy, kiếm mỗi ngày khoảng 3-4 củ gì đấy bình thường. Chứ bây giờ mẹ bảo tôi mẹ bị x2 tài khoản thì cũng hơi khó nha. Mà bây giờ vào mà làm phát tất tay luôn thì cũng rén. Nếu mà cái số vốn này mà tôi bỏ ra thì cũng bình thường, chứ bây giờ mẹ người khác thì ok, khác thì nhiều khi cũng kiểu rén anh em, chắc chắn rồi. Ngoại mình nó đã như vậy rồi, bây giờ mình không giúp được gì mà còn hại nó nữa thì ôi trời ơi luôn. Thật ra thì cũng không đáng bao nhiêu, mình có thể là hỗ trợ nó thôi. Nhưng mà muốn là muốn từ cái vốn này của nó, bởi vì nó đã thua trên này thì mình phải lấy lại trên này cho nó. Đấy mới là cái cốt lõi anh em. Và thằng này thì nói chung là nó chơi kiểu bướng lắm anh em. Chơi nhiều khi nói không nghe đâu. Tôi bảo là khi nào tôi chơi thì vào chơi theo, không nghe nhá, cứ thích một mình chơi. Bây giờ mẹ mày chơi lỗ hết rồi, bây giờ mày đến tìm tôi, ôi dồi ôi, thật sự luôn, ô bà nhà nó. Nhiều lúc mẹ em út nhưng mà muốn tát cho mấy cái nó tỉnh, nhưng mà thấy cũng tội, nhiều lúc thấy cũng tội anh em ạ. Nên dù gì cũng là em mình mà, nó có sai thì cũng nó cũng là em mình mà, đúng chưa anh em? Nó không sai với mình là được, nó sai với đời nhưng nó không sai với mình là được. Ok, tập trung một tí anh em nhé. Đợi tí mẹ mình lại cãi rồi. Mẹ ăn tay thua tay kìa. Bực thật sự luôn ấy. Ô bà. Vừa ăn được tay mẹ lại thua lại anh em. Ok, tôi xin phép anh em tôi sẽ tập trung một tí nhá. 14 này, 10 này. Tài 17 này. Xỉu 10 này. Tài. Ok, bắt cầu nghịch tiếng này. Bắt cầu nghịch tiếng này anh em. Con 2 này. Con 2 và đi với đây sẽ là cái xỉu này. 4 củ đi. Mình hy vọng là hôm nay có thể giúp được nó anh em. Hy vọng là như thế. Không biết như thế nào kết quả như thảo, nhưng tôi cứ cố gắng hết sức thôi. Đến đâu thì đến thôi anh em, mình có đặt vấn đề với nó từ đầu rồi mà. Đấy, thì nó tha thiết quá thì mình cũng giúp thôi.
Chứ bây giờ nếu mà nói mà mẹ mày chắc chắn 100% thì nó làm cái gì nữa anh em. Thôi xong, mẹ mày tài 11 luôn kìa. Ảo thật sự luôn. Mày cầu đi 11 ngon thế này không bắt nhỉ? Làm phát cuối cùng đấy anh em ơi. Nếu đã như thế thì làm phát cuối cùng đi. Để xem nó như thế nào. Không biết là mẹ mày về bờ hay là ra đảo đây. Hy vọng nó vẫn đi đúng cầu anh em. Hy vọng nó vẫn đi đúng cầu. Tầm này mà mẹ gãy tiếng này nữa thì ôi trời ơi luôn. Cái con game mà hiện tại mà tôi đang chơi ấy, thì cái link đường link chính thức của nó tôi sẽ để ở phần mô tả rồi anh em nhé. Phần mô tả, phần bình luận anh em nào cần thì có thể vào lấy. Ok. Mở bát. Thôi xong. Mẹ mày. Bẻ cầu thì nó đi đúng cầu. Mẹ mày lúc đi đúng cầu thì nó lại bẻ. Ảo thật sự luôn. Ảo quá anh em ơi. Nãy giờ mẹ chơi mấy tay nhỉ? Tay đầu tiên thua này. Tay thứ hai ăn này. Tay thứ ba thua này. Tay thứ tư thua, tay thứ năm thua. Ảo quá, năm tay. Ăn được một tay. Vô bà nó. Thế này nó về xỉu này. Thế này nó về xỉu chắc luôn này. Thế này nó về xỉu hết bố tiền. Đấy thì chính vì thế nên nhiều khi nhiều anh em nhắn tin với tôi nên tôi ngại vấn đề là kéo thuê đấy nha. Không phải kéo, không hẳn là kéo thuê, kiểu giúp anh em một tí, nhiều lúc cũng muốn giúp chứ. Ai mà không muốn giúp anh em. Thì mình mục đích của mình làm những cái video này là cũng muốn chia sẻ với anh em cái cách để mà kiếm lãi mỗi ngày với con tài xỉu thôi. Đấy thì tôi nặn phát này xem có ra xỉu mày. Mày quạ thì mẹ mày pha đó mà còn thì cũng đi bụi luôn anh em. Cũng vậy thôi. Hôm nay quả là một ngày mẹ mày không đẹp sời bấy anh em ạ. Như thế là gãy rồi anh em. Ok, thì hôm nay có lẽ là tôi sẽ xin phép là dừng lại tại đây đi. Có lẽ là ngày mai sẽ tiếp tục anh em. Ngày hôm nay là hơi 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 xui rồi. Có lẽ ngày mai tôi sẽ tiếp tục. Ok, thì cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành và theo dõi tôi trong suốt thời gian qua. Và hy vọng là nhiều anh em qua những cái video của tôi thì có thể nhận ra một cái vấn đề nào đó để mà mình tìm cho mình một cái con đường đi đúng đắn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.